Cầu Rồng Đà Nẵng anh em ơi. Wow, quá trời đẹp. Qua mới lấy cái đầu rồng chụp hình nó mới được anh em. Nó bự chứ ha. Wow, quá đẹp. Bên kia là cái cầu mà bên em mình thường hay đi anh em. Đậu rồng hình trái tim. Vãi thì chơ. À, khúc này hả ta? Đúng rồi, nó đó. Khúc này luôn. Ok anh em ơi, thì giờ bắt đầu anh em mình đi qua cái đèo Hai Vân rồi. Bơm review về thì giờ đây anh em mình kiểm tra thứ nhất tại chỗ luôn. Cái mày đất trống vô sợ nhớt là dứt hơn em. Tí khi mà nó có hụt nhớt hay gì không nữa. Thì vô như nhiều con trâu. Thì chưa anh em. Bự cho bá anh em à. Không khác gì ở Sài Gòn anh em ơi. Đi trong thành phố à, kiểu mà đi hoài không hết cái thành phố Đà Nẵng này được á. Giờ anh em kiếm mình kiếm cái gì lót dạ cái đã rồi mới bắt đầu lên đèo không đủ về. Bây giờ người ta 11:15 rồi anh em. Vãi chưởng thiệt. 11:15 rồi còn ở Đà Nẵng chắc chạy tới 11:00 ngày mai mới về tới nhà quá. Đà Nẵng bự quá bự. Lát chắc mò Google Maps mà lên được tới cái đèo Hải Vân chắc điên luôn. Thế nhìn vẫn đẹp á, không khác gì Sài Gòn anh em ơi. Nó bự khủng luôn. Nhà cao tầng phải nói rồi. Ok anh em ơi, ăn xong rồi let's go đi tiếp không? Nó bún này nhìn ngon, 100.000 tô đúng không? Ăn xong là bào tiếp vào lên Hải Vân anh em ơi. Cầu Rồng Đà Nẵng anh em ơi. Wow. Hồi tối thì mình có đi cho anh em coi rồi nhưng mà nó coi phong lữ rồi chứ còn chưa chạy tới. Cho anh em coi trực diện để lên cầu còn chụp hình này nọ. Phong lữ mà nó phun xìu à. Phun được có mấy cái. Đó trời đẹp. Qua mới lấy cái đầu rồng chụp hình nó mới được anh em. Bự chứ ha. Này rồng này nó phải phun xăng nitro đồ phà sao mà tới mấy nhà ghi luôn có đỉnh chứ. Phà gì chút xíu à anh em. Này là vậy là biểu tượng của Đà Nẵng. Dựng đây làm tấm hình được rồi đó anh em ơi. Wow, quá đẹp. Bên kia là cái cầu mà bên em mình thường hay đi anh em. Đậu rồng hình trái tim. Vãi thì chơ. Hai em trai dắt mình đi nè anh em. Wow. Đà Nẵng cũng đẹp dữ ha. Để lấy điện thoại ra selfie một tấm hình đồ mới được anh em ơi. Đậu thì chứ. Ok giờ qua đèo Hải Vân thôi anh em ơi. Let's go. Bèo trái chạy thẳng là lên đèo. Thẳng một đường luôn. Ok. Ok, anh cảm ơn nha. Lên đèo anh em ơi. Rượu chai. Tất cả các xe bây giờ thì đều đang ok hết. Không có hiện tượng gì. Vừa qua xe mình nó bị xì cúng bô nè anh em. Nó mất hậu. Chạy nó thoáng quá anh em. Nó mất hậu một tí. Nhớt á thì mình đổ 1 lít. Nó nặng. Nhưng mà tháo lỡ đổ luôn lần chứ mất công chăm đi chăm lại anh em à. Dọn sơ con suốt của mình lại anh em.
anh em nào có không có vô của mình không. Mình dọn thì chuyên về touring hơn anh em ơi, chứ không có dọn mà kiểu để đi kiển đẹp. Nói chung là mình dọn dàn chân cứng cáp vỏ đồ, có thể mình sẽ đi tới 70-80 anh em. Nếu mà 60-60 mình sẽ 60-70 mình sẽ đi cái vỏ xịn à. Nhưng mà mình cảm thấy cái vỏ Maxxis anh em, gai kim cương đó, nó vừa rẻ mà nó ngon nữa anh em. Điều nó hơi nhanh mòn, nhưng mà nếu mà anh em đi mòn thì anh em thay, mòn anh em thay thì nói chung vẫn ok, tại vì nó rẻ mà anh em. Mình cũng chưa biết dọn hiệu vơ nào, nhưng mà chuyến tour này đi thì cũng khá là hao tiền anh em. Anh em biết giờ giá xăng lên mà đi cứ tầm một cây số là 1.000 đồng, tính táo đi anh em. Từ mình ra Đà Nẵng về lại 1.400 cây hết, dự tư tiền xăng ăn uống nhà nghỉ này kia chắc cũng hết 2.500.000 anh em. Trước khi đi còn mất 2.700.000 tiền thay màn hình điện thoại nữa chứ. Đúng tiếng luôn má, đổ nhiều nhớt quá. Có khi nào nó phun nhớt lên đầu Bori nữa, ướt Bori nó chết không ta, sợ chết Bori anh em à. Phía trước của mình là đèo Hải Vân đó anh em, nhìn núi Hồng Vĩ không. Ui rào, mình thấy tình chuyện là chết Bori rồi đó. Thì đi không sao, giờ lập bập xăng là biết mê nghi rồi. Đèo Hải Vân này là bắt từ Đà Nẵng với Huế nha anh em, qua có cái đèo là Huế rồi. Đây anh em mình xuống chân đèo là kiếm đường ra đường lộ, đó đầu về. Đang lên đèo anh em ơi, wow. Chỗ này chỗ nào? Gì vậy? Sao vậy anh? Gì vậy? Hả? Không cho chụp hình hả? Lên kia kiếm chỗ nào đẹp đẹp chớp, cái chỗ khúc cua vàng áo á. Lên thêm ở đây mới còn thách mà. Anh Tú đâu? Ở đây còn thách mà. Lại trông cũng khó chịu lắm anh em. Nãy giờ mình đang kiếm cái biển Hải Vân để chụp hình mà không thấy ta. Wow, chính là đèo này khó chịu lắm nên cái đường cứu nạn quá nhiều này. Thấy khá là nhiều luôn á. Nó mà lộng ha, bự và bá lo vậy anh em. Chưa quen ở giá số anh em. Wow, chắc lát nữa lên kia thấy nguyên cái thành phố Đà Nẵng luôn quá anh em ơi. Đẹp dữ. Lần đầu tiên đi đèo này anh em. Mình cũng cho anh em của mình lần đầu tiên xem luôn. Wow, xe gì ta. Anh chiều bên đây nhiều đồ lắm. Đồ bo cua cả gối đồ. Cái cây này đến đây ổn không nợ. Ôi nhiều cái nước cũng đẹp nè. Đẹp dữ ta. Úi giời ơi. Khúc cua vàng áo ở chỗ này hả anh em? Hay chỗ nào? Thôi là chắc là phải dưới đèo. Chợ đường cứu hộ cứu nạn nhiều vậy. Cái này hả? Không phải, cái này còn bình thường.
đèo má, cái này thấp ghê không mà. Đổ đèo mới ghê. Ui, đổ đèo chắc không dám chạy không. Nó nhìn đèo nó cao quá. Chắc xuống thì dễ anh em à. Ơi lên thì dễ, xuống cũng khó á. Tại cái đèo này cảm giác mình cảm nhận là nó rất là cao anh em. Nó dốc quá nên nó mới làm nhiều cái điểm ấy á, nhiều cái chỗ mà cứu hộ anh em. Lỡ bây xe nó rà phanh quá, nóng mất phanh thì chạy vô đó anh em à. Nó đèo này dễ cạ gối vô lắm. Tại vì nó cao quá mà nó còn chéo chéo đó. Anh Tú rồi đó ta. Cà cà. Ui, mấy anh tay. À, khúc này hả ta? Đúng rồi, nó. Khúc này luôn. Nhàn cúng không anh? Anh đó. Không có cầm quẹt. Tới chị. Đây bao đẹp luôn á. Đẹp. Ngừ cũng đẹp không? Đây nói chung mà đây không có gì đẹp. Lúc này nó chút chế độ chân dung cho Hà Giang vào ngày 2016 tức là em 5 tuổi, 1 đứa 7 tuổi. Không, giờ anh em mình bắt đầu rút về rồi anh em. Rồi để ý tí công an lên hút đầu hết giờ. Chỗ này giờ nó cũng căng dữ lắm anh em. Tại giờ ai cũng tập trung ở đây chạy này kia nên nó cũng căng. Anh em mình ghé cho biết thôi rồi bắt đầu cũng rút về thôi. Ok anh em. Đường còn dài dữ lắm. Xe độ này cũng nhiều dữ lắm anh em, mà giấu không kia bớt à. Giờ đó anh em. Đèo này xuống nó cũng lại dữ lắm mà. Nhưng đèo này chạy cũng khó lắm á anh em. Không có vừa đâu. Đi cái cho anh em biết cái cầu Rồng Đà Nẵng nó làm sao. Rồi
đèo Hải Vân nó làm sao rồi, góc cua cù chỗ nó làm sao cho anh em biết gì à? Quá ok rồi đúng không anh em? Trời ơi, công suất của tôi đi mấy ngày anh em, cả đi cả về 1.500 cây anh em à, hơi bị xa luôn. Chú ơi, từ từ đam mê gì anh em, ngoài chỗ này chắc mình nghĩ xe độ không có nhiều bằng đam mê, tại ở miền Trung xe độ anh em cũng ít, đam mê thì chỗ Bình Thuận, Nha Trang, Sài Gòn, khói vàng luôn, nó đông thôi rồi lượm ơi luôn. Anh em thấy không, lãng bự dữ ha, nhà cao tầng nội súp lớp. Đeo mà chạy cũng ghê dữ thiệt, nó lài quá anh em. Cảnh trên đây thì cũng rất là đẹp đó anh em, chụp cái chỗ cái khúc mà khúc cua đó thì anh em sẽ thấy nguyên cái thành phố Đà Nẵng ở dưới. Đi phường thì chắc chắn là nên thử rồi đó, anh em thấy xe lên không, lớp khổng lồ cũng có, lớp tê bé xíu cũng có, hay thiệt. Xe mình tới chỗ đó bò được đâu, bò cái nó cạy cái chân liền luôn à. Ok anh em, thì tạm biệt Đà Nẵng thôi anh em, hẹn gặp lại mày nha. Đó, hẹn gặp lại ở một ngày gần nhất. Nếu mà có một lần đi ngang Đà Nẵng nữa thì chắc chắn mình chỉ là đi ngang ghé chơi thôi, còn mình sẽ đi xa hơn Đà Nẵng nha. Đó, điểm đó nó mình chắc tiếp theo nếu mà muốn đi nữa thì phải đi Hà Nội. Mấy cái lần này là mình đi thử sức thôi anh em, với lại thử coi lưỡi xe đi được tới đâu, người đi được tới đâu anh em. Đó, thử người mình có chịu được hay không. Điểm đến tiếp theo chắc chắn sẽ là Hà Nội hoặc là Tây Bắc. Ok, giờ bắt đầu anh em mình bơm đều đều về thôi. Giờ 2 giờ 45 rồi anh em, gần 3 giờ chiều rồi. Chạy nếu mà muốn chạy, nếu mà bơm đều đều mà chạy vậy phải tới khuya mới tới nhà mình anh em. Còn khá là xa, mới ra khỏi Đà Nẵng thôi mà. Tình hình là sau một thời gian anh em mình chạy là mình không biết anh em nào chạy trước chạy sau luôn anh em. Giờ cũng không biết ai chạy trước hết nên mình lo mình cắm đầu mình chạy. Bào cũng 2 tiếng rồi, giờ tới cây cây xăng mà được chỗ gặp mấy anh trai bôi xăng lửa nè anh em. Nên giờ mình đứng lại mình nghỉ máy uống lòng phút kia đã. Còn nói chung giờ không biết ai trước ai sau nên anh em cứ chạy trước đi. Nếu mà hên mình chạy trước thì nó vẫn ok anh em, nó trên đường xe có chuyện gì người ta chạy sau cũng có gì. Giờ đứng đây cho nghỉ máy, thời gian nghỉ máy chút rồi chờ có thử có ai lên không thì mình chạy tiếp anh em. Oh, mệt quá mệt, với lại dừng lại nghỉ máy chút rồi lấy chai dưỡng sơn xịt sơ qua anh em. Cái nữa là xịt dưỡng sơn cho cái máy mình cái. Đó, giờ làm luôn bộ cung cái đá anh em. Hết nhưng mà vẫn tiếp tục cuộc hành trình hơn. Đường nào mà trái gặp anh em, không biết gặp trước gặp sau luôn. Thằng Bi nó mới nói rồi, nó mới gửi âm cho mình kêu là mấy nó còn 100+ cây nữa tới Quan Ngãi. Mà giờ mình đang ở Quan Ngãi mình còn 150+ cây nữa là tới Quy Nhơn rồi. Sao lại ta? Sao không biết nữa, cứ đi rồi anh em. Chứ giờ ngồi yên chờ mà lỡ mấy nó về tới nhà mình còn ở đó chờ chết luôn. Mà mình cũng không biết mấy nó đi trước hay đi sau luôn anh em. Anh Tú với lại cái ông anh chị số nít ông Hậu á, là mình đi đen đi chung cái mình tấp vô mình đổ xăng anh em à, không cái là lại không thấy nữa, phải tèo thiệt. Rồi xong cứ chạy rồi nãy giờ mỗi người một nao luôn, thôi giờ cứ lo bơm đó anh em. Mình đang ở khúc nào mình cũng không biết nữa anh em, nhưng mà vẫn đang chờ anh em à. Mà anh em một lo một cụng nha. Còn rắn ăn lương rồi, rắn nước anh em. Thôi giờ bắt đầu xuất phát đi tiếp rồi, mình cũng chả biết mình đi trước hay đi sau nữa, nhưng mà cứ bào vậy thôi chứ anh em. Giờ sao giờ? À, cảnh đây thì quá đẹp nha anh em, đẹp quá trời luôn. Thôi đi tiếp thôi anh em. Ok, tiếp tục chúng ta lại lên đường. 2
phiêu. Đi có một mình à anh em. Nói chung ra khỏi khúc Đà Nẵng là đi mình tới giờ luôn, quải đèn thì chắc đeo kính này vô anh em cho khỏi chói mắt, với lại đỡ bụi nữa. Hôm qua mình đi bị bụi quá nó bị sưng con mắt cụ dù đó anh em. Cái này đẹp thiệt, đẹp ghê chứ gì. Mấy nóc không? Đúng rồi. Chờ mới nhắc. Lâu à. Ngồi chờ nữa, anh Tú nửa tiếng rồi. Ngồi mua lon mà cũng tự ngồi uống tự chờ vậy. Thôi chuyến này về anh post em rồi. Hồi nãy anh Tú chạy trước em. Em đi được. Đi gương bán thì trên rồi. Hai bán luôn. Em có gì không? Có gì đâu, chụp gì vậy? Hả? Đâu có gì? Không gì. Em đổ xăng, em kêu đổ xăng mà anh Tú với anh chạy trước, em qua đổ xăng cái quay lại không thấy nữa không? Không, lo chạy mà sao mấy anh nói sao? Chạy mà nó dùng sao? Dùng không? Dùng, nó đâu có bát tân sơn nó chịu lên đâu, nó dùng sao? Đúng không? Tại vì cứng chứ dùng gì chúng ta? Dùng. Chạy hỏi dùng đó. Bánh chỗ này đẹp, chắc xin chụp hình hàng đây nữa này. Tốt mà, nó chạy là méo cái bánh xe luôn. Đâu? À, tính ra mình chạy nhanh này còn 70 cây nữa vui nhon à. Đâu ai? Đâu theo cậu. Cậu kêu bấm giờ đi lấy vô luôn. 8 giờ vậy? Nó cấm đậu cỏ chạy này đâu phải đi tour. Này là đi đua xe xuyên lục địa hay gì mà. Ủa, nãy anh Tú chạy trước em rõ ràng nha. Này đi đua xe hay gì? Nãy em có quay video này, em vô kêu ủa anh Tú không chờ mình ra đổi sang em cấm đầu cánh cửa chạy kêu kiếm anh Tú hoài không thấy. Tiếp đi. Xong giờ em tới đây em cũng chưa biết ai đi trước đi sau này. Đây kêu phong cảnh hữu tình gì đứng tổ đái cái nó phơ sướng. Từ chỉ ngồi đây chờ này ngờ lại lên lòng hút mua ly nước đá ngờ đây uống mà không biết đi chứ đi sâu nhưng mà ngờ chút mới đến vậy chuẩn bị đi luôn. Đầu tiên á sao mày ăn đâu anh Tú với đây con lương bự vậy bá luôn. Sao bác hả? Mẹ nãy thấy nó chun đây định nhảy xuống cái nó chạy luôn luôn đây mẹ nè. Con lương bự lắm. Cầm tay không? Con lương bự sao bằng con cu quá. Này. YouTuber tài nắng mặc mưa. Phải đèn thiệt chứ. Ở đây chụp tấm hình thi đẹp nè.